Món ăn mà ngày hôm nay mình giới thiệu đến anh chị em và các bạn đó là mì xào hải sản. Về phần nguyên liệu gồm có là tôm và mực đã rửa sạch và để cho ráo nước. Tôm thì cũng đã lột vỏ và bỏ chỉ lưng rồi. Hai thứ này cộng lại là 400 gram. Hai cây nấm đùi gà, nửa củ cà rốt, một củ hành tím, hai tép tỏi, cải. Rau cải thì các bạn thích ăn cải gì thì mình cho cải đó. Mình có thể dùng cải ngọt, hoặc không thích ăn cải thì mình dùng giá hẹ cũng được, hoặc là bắp cải nồi, tùy thích các bạn nha. Và mì hôm nay mình dùng đó là mì trứng gà, loại mì tươi. Mì này thường dùng để ăn chung với hoành thánh đó. Ướp vào trong tôm và mực một ít bột tỏi để cho thơm. Tiêu. Đây là hải sản nên mình sẽ ướp thêm rượu nấu ăn để cho nó khử mùi tanh. Nửa muỗng canh rượu nấu ăn. Nửa muỗng cà phê dầu mè. Rồi trộn đều. Cà rốt cắt sợi. Nấm mình cũng cắt ra luôn. Hành tím và tỏi băm nhỏ. Ở trong này có 5 vắt mì. Trước khi trụng mì thì mình nên xé mì tơi ra để trụng mì cho nó chín đều, nó không bị dính chùm. Pha nước sốt để xào mì. Năm muỗng canh nước tương, một muỗng cà phê dầu mè, một muỗng cà phê đường, một muỗng canh dầu hào, tiêu, một chút xíu tiêu thôi. Trộn đều nước sốt lên. Mình nấu nước sôi để trụng mì. Sau khi trụng mì xong thì mình cho ra rổ để cho ráo nước. Nếu mà các bạn sợ mì dính lại với nhau thì mình nên cho một chút xíu dầu vào trộn đều để cho các cọng mì nó tách rời ra. Nước sôi như vậy là được rồi, mình sẽ cho mì vào. Trụng nhanh thôi các bạn. Mình sẽ trụng 10 giây nha. Mình trụng khoảng 15 giây thôi. Rồi bây giờ đổ ra rổ để cho ráo nước. Cho chút xíu dầu ăn vào trong chảo. Ăn nửa muỗng canh dầu ăn. Là mình cho mì vào để xào lại. Với lượng mì như vậy mình sẽ xào 2 lần. Xào
xào cho cọng mì khô ráo trở lại. Cho nước sốt vào từ từ cho vừa ăn. Muốn cho sợi mì thơm hơn, mình có thể cho thêm một xíu dầu mè. Nếu các bạn thích ăn cọng mì mềm thì bây giờ mình có thể cho ra dĩa được rồi. Còn nếu như mình thích ăn cọng mì dai dai và giòn giòn thì mình sẽ áp chảo thêm 2 phút nữa cho cọng mì nó xém cạnh. Cứ để yên như vậy và khoảng chừng 15 giây mình sẽ trở mặt một lần trong vòng 2 phút. Rồi sau khi áp chảo được 2 phút, mình cho mì ra dĩa và tiếp tục làm cho hết mì còn lại. Dầu ăn khoảng 1 muỗng canh, hành tím băm, một ít tỏi băm. Xào đều cho thơm, cho cà rốt vào xào. Xào cà rốt được 30 giây cho nấm vào. Xào nấm thêm 30 giây, mình đẩy hai cái phần này sang bên, cho thêm xíu dầu ăn nữa, khoảng nửa muỗng canh. Rồi sẽ cho tôm và mực vào ngay chỗ dầu ăn này. Rồi trộn đều tất cả luôn. Mình xào trên lửa lớn. Phần sốt lúc nãy còn dư mình sẽ nêm vào trong này, nêm 2 muỗng canh. Xào cho tôm và mực chín thì mình cho ra dĩa. Mình chỉ lấy phần tôm, mực cũng như nấm và cà rốt thôi. Còn phần nước sốt mà nó ra ở trong chảo này thì mình bỏ đi, không có cho vào trong mì, nó sẽ bị nhão mì. Dầu ăn, tỏi băm, xào tỏi cho thơm, cho cải vào. Sóc đều cho cải xìu xuống. Nước sốt, xào đến khi cải chín rồi mình tắt bếp và cho ra dĩa luôn. Có hai cách, đó là sau khi xào xong thì mình cho mì và tất cả các nguyên liệu vào trong một cái thau lớn để trộn đều với nhau, sau đó mới cho ra dĩa. Hoặc là các bạn có thể cho mì ra dĩa trước, sau đó thì mình xào rau củ và tôm thịt xong mình sẽ cho lên trên giống như vậy. Các bạn lưu ý là sau khi xào rau cải và tôm mực
thì mình chỉ lấy phần rau cải tơ mực thôi, còn phần nước mà nó ra trong lúc mình xào thì mình nên bỏ đi, không nên lấy, bởi vì nếu mình cho phần nước nó vào trong này thì mì nó sẽ bị nhão và không có ngon. Món ăn này mình có thể dùng để đãi tiệc rất là ngon. Cảm ơn anh chị em và các bạn đã xem hết video clip này. Nếu như yêu thích món ăn này của mình thì bấm like, share, đăng ký kênh và bấm chuông để nhận được thông báo mỗi khi có món ăn mới. Bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong món ăn lần sau.